Xin chào anh em, chúc anh em có buổi sáng tốt lành nhá. Ôi rồi anh em ơi, anh em nhìn này, đêm qua chuột nó ỉa đầy sân nhà tôi anh em này, cay không? Ui rồi này, nó phải dẫn nhau đến đây, nó đùa nhau hay sao phải đến yến cứt dã man. Bọn này nó thách thức tôi này. Rồi tôi sẽ có ý tưởng cho bọn này bây giờ. Quẹt mãi mới hết cứt đây anh em ạ. Thì đợi đến tối tôi quyết định là tôi phải dùng bẫy chuột để tôi xử lý bọn nó anh em ạ. Để xem là con chuột nào mà nó dám cả gan nó ra sân nhà tôi, nó đùa giỡn rồi nó ỉa đầy sân nhà tôi. Thì đợt này tôi sẽ dùng ba cái bẫy chuột bán nguyệt anh em nhé. Tôi đã chế thêm cái bìa cắt tông vào để cho nó dễ sập anh em ạ. Đấy thì tôi sẽ để ở đây. Tôi sẽ đặt ba cái bẫy gần nhau luôn. Bởi vì bọn chuột này nó đùa nhau nên tôi nghĩ là nó sẽ dẫm vào đây luôn anh em ạ. Muốn chạy kiểu gì kiểu chắc chắn là sẽ đạp vào đây. Nhưng mà để ngon lành hơn thì tôi sẽ cho thêm ít thóc vào đây. Để cho nó dễ, khi mà nó ra đây nó ăn thóc thì nó dễ đạp vào cái bẫy hơn anh em nhé. Đấy, sâu gần cho anh em xem. Đấy. Để xem là sáng mai mặt mũi nó như thế nào. Kiểu gì cũng sẽ bắt được. Bọn này dám náo, ở đây sân cho tôi. Đấy. Ôi anh em ơi, không cần đợi đến sáng mai anh em ạ.